chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị gặp gỡ hơn 50 hộ dân ở các xã Bào Hàm 2, Quang Trung và thị trấn Dầu Dây để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc làm dự án đường cao tốc Dầu Dây Tân Phú giai đoạn 1. Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, dự án đường cao tốc Dầu Dây Tân Phú có tổng chiều dài khoảng 67 km, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đi qua các huyện Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Tân Phú. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn huyện Thống Nhất dài 15,7 km, tổng nguồn vốn đầu tư là hơn 9.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, hầu hết người dân đồng tình với chủ trương thực hiện dự án, đồng thời bày tỏ mong muốn các ngành chức năng cần xác định rõ các chủ sử dụng đất hiện tại để phục vụ cho việc đền bù sau này được chính xác, không bị sai sót. Song song với việc đầu tư đường cao tốc, chủ đầu tư cần quan tâm xây dựng các tuyến đường gom, cầu vượt cho phù hợp để giúp cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành vừa tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Theo đó, các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trên toàn địa bàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khuyến khích giáo viên, học sinh khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kỹ năng, phương tiện học tập được số hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu cho các thư viện, đặc biệt là thư viện số, tận dụng các nền tảng công nghệ số, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời, đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đặc biệt, yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua, cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình đường hoa ban công tác mặt trận ấp liên tổ 1 và tổ 2 ấp Lát Chiếu. Mô hình có 23 thành viên, toàn tuyến đường hoa có chiều dài 465m. Các thành viên mô hình đã thực hiện trồng hoa huỳnh anh vàng, chiều tím, cỏ đậu, chiều dài 450m và làm trụ cờ với tổng kinh phí thực hiện gần 10 triệu đồng. Do các thành viên mô hình đóng góp, các thành viên trong mô hình gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương và quy ước của ấp, thực hiện tốt nội dung bản cam kết xây dựng mô hình đường hoa ban công tác mặt trận ấp, đoàn kết xây dựng mô hình ngày càng sáng xanh sạch đẹp, an toàn, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, giữ vững xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng nay, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa và đội Biên Hòa Xanh cùng ra quân làm công tác dân vận, dọn vệ sinh môi trường khu vực rạch Ông Cũ nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. Với lực lượng gần 100 thành viên, các đội đã cùng nhau dọn dẹp môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ dại, trục vớt rác, khơi thông dòng chảy nạo vét kênh mương rạch Ông Cũ thuộc khu phố 3, phường Bửu Hòa. Đây là kênh mương chạy dài trong khu dân cư của người dân có tình trạng ngập úng khi mưa lớn, mùa khô nước rút bốc mùi hôi, các điểm đều tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết và mất mỹ quan đô thị. Qua công tác ra quân làm sạch môi trường diện rộng đã phần nào lan tỏa thông điệp đến bà con nhân dân cùng nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc bỏ rác đúng quy định và phân loại rác tại nguồn. Ngày mai, phường Bửu Hòa sẽ tiếp tục phối hợp cùng đội Biên Hòa Xanh và Ban Chấp hành Quân sự thành phố Biên Hòa ra quân khơi thông kênh mương ở giai đoạn 2 với tổng chiều dài 2 km. Xã Quảng Tiến phối hợp với đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Trắng Bom vừa tổ chức tuyên truyền tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tặng bình chữa cháy, quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tại xã. Tại đây, đại diện đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Trắng Bom đã phổ biến những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy như cách sử dụng bình chữa cháy, giải pháp và kỹ năng xử lý các tình huống khi xảy ra cháy, hướng dẫn tính năng, tác dụng của bình chữa cháy tại chỗ, vận động mỗi gia đình cần trang bị bình phòng cháy chữa cháy, đồng thời mở lối thoát nạn thứ hai, quản lý tốt các nguồn nhiệt gây cháy nổ. Dịp này, xã Quảng Tiến đã trao 50 phần quà gồm bình chữa cháy, gạo, mì thơm, dầu ăn, tổng trị giá 25 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.